Thưa các bạn, chúng ta hiện giờ đang ở sân vận động 7.000 khán giả, chuẩn bị xảy ra một trận chung kết World Cup 2018. Và cái sân này cũng là cái sân trận chung kết World Cup năm 2022 tại Qatar. Oh yeah. Và ngay đây chuẩn bị chưa? Trận đấu giữa hai đội Ba Râu và Ba Chề. Đúng như vậy. Và bằng này trong cái phần thể hiện cái đẳng cấp quốc tế này, thế giới vậy, Khả Hân sẽ có luật chơi thế này. Khả Hân sẽ phối hợp với lại một thành viên trong đội cầm cái khay và bịt mắt, và Ba Râu và Ba Chề đứng ở dưới khung thành kia điều khiển bằng giọng nói, sao cho Khả Hân và một thành viên trong đội bước không bị chạm dây, đi tới hết bao nhiêu chặng đường đó để mà đưa trái banh cho hai người cha. Hai người cha sẽ đội một cái nón đặc biệt, thủng bóng đó, nhảy lên đâm thủng bóng đó. Sau khi đâm thủng hết 6 bóng thì sẽ truyền banh cho thành viên còn lại, bịt mắt lại, sẽ di chuyển zigzag tới cuối đoạn đường này. Cuối đoạn đường sẽ mở mắt ra và đặt trái banh xuống, sút thủng lưới, ghi bàn trong thời gian ngắn nhất, thì đội đó hai huy hiệu. Đội thua thì một huy hiệu. Đúng như vậy. Thua thì trước đúng không? Một. Mình có cần khởi động gì không nào? Ok. Không. Nào các con. Bên nào thắng được quyết định. Trời. Bên nào thắng được quyết định. Bây giờ là ba, là ba của con hay là con là con là ba của ba? Con đâu rồi? Một, hai và ba. Thì trước, tôi thì sao? Thì trước đúng không? Ba, hai, một, bắt đầu. Rồi bước con, bước. Rồi. Bên lì bước luôn, bước đều. Ừ, bước. Bên lì bước cao hơn, bước nữa. Đúng rồi, dẫm bước, đây luôn. Bước. Ơi, chưa sao, chưa ngã. Bước. Ơi, ơi. Khoan. Nghe qua đó nè. Hai đứa dừng lại. Khả Hân ve về, bên lì theo em. Ve về sau. Ve nữa. Bước lùi á. Khả Hân bước lùi á. Không phải bước qua. Bước lui về sau chứ không phải lui về. Ơi Khả Hân, con ma không còn em ma nữa rồi. Quay lại ngang vậy nè. Rồi bắt đầu. Rồi bước. Đúng rồi. Hai đứa bước đều. Bước. Bước cao lên, em liền bước cao. Ừ, bước. Rồi bước. Cái này gió cao mà. Bước. Rồi bước cao. Bước. Ừ, hay lắm. Như vậy nè. Rồi bước. Giờ con không biết bước. Đang ở đâu. Rồi bước qua, tới rồi. Rồi tới ba rồi. Rồi đưa cho ba, Rồi cầm kia ra đi. Giờ tới ba. Yeah. Tụi mình đã thắng rồi. Thắng rồi. Không được nhìn tay kìa. Giang ra. Rồi di chuyển, nhắm mắt lại. Rồi, qua. Qua. Rồi lên, khoan, đứng lại, qua, không phải. Qua phải thôi. Rồi lên. Sao cái rớt cái anh hoài vậy? Mệt quá. Rồi lên. Rồi để phải. Ok, để trái. Rồi qua bên trái. Rồi qua phải. Rồi qua trái, qua trái. Rồi qua phải. Để phải. Rồi qua trái. Để trái. Qua trái kẹp cái banh nó chật chặt nữa dùm nó. Qua phải. Rồi mở mắt ra. Rồi đặt cái banh xuống, sút vô. Ghi bàn.
trà chuẩn bị xong chưa? Ê, ok. Ok đúng không? Chuẩn bị tính giờ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Bước. Rồi quay về. Quay lại đâu luôn. Quay về luôn. Rồi chạy lên sắp cho sắp lại. Rồi về 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 về. Đang tính giờ đó, đang tính giờ đó. Rồi bước. Qua. Bước. 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 Rồi cao chân lên. Cao chân. Rồi bước tiếp. Bước. Bước. Cầm miệng bước chân lên chút. Nhìn dịnh lên. Rồi cao chân lên. Tiếp. Bước. Rồi, lỗi 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 chết tôi rồi. Ai ủa đã cầm banh đâu đó lỗi ai không cho cầm đâu không cao lên ba không cho cầm đâu lỗi trời ơi lỗi đứng luôn lên lỗi vô lỗi mạnh bắn chân okay. cài vô rồi nhấn nhấn ôi gãy luôn rồi trời ơi chết ngoài nè thắng mà em đã trời ơi nhấn cố lên ba ơi lỗi cố lên ba lỗi gì vậy xích vô xíu nữa em lỗi rồi ba thôi đừng cầm nó chỉa vậy là nó gãy tay nè phải chỉa xéo vậy chứ em chỉa gãy tâm do gì vậy nan giải gì ba đâu rồi cậu vũ lên tụi con ba ơi cố lên cố lên ba cố lên hồi nãy đứng cười tôi dữ lắm mà lắm rồi ôi 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 rồi đập chung rồi quay phải nghe phải thẳng tầm chạy lắm mà ngang đi ngang thôi rồi đúng rồi ngang nữa ngang chạy lắm con ơi thẳng rồi ngang thôi đừng có nhấn ngang thẳng ê vô rồi ngang rồi chân phải bước đầu bước rồi chừng lớn cái bành đó chân trái đi em chân phải bước lên một bước rồi chân bước một bước lên rồi đi ngang qua đây lại một cái hả đi ngang qua bên trái một lại rồi tiến lên á rồi lùi chân trái lại rồi lùi lại đúng rồi bước ngang lùi theo ông bước một lùi bước chân trái một bước rồi bước chân lùi về luôn thẳng luôn rồi ngang ngoài luôn đi thẳng luôn rồi ngang lại đâu qua đó vậy về ngang trái lắm con ơi rồi bước chân trái một bước trái hả rồi ngang ngang
vậy? Ngang trái đúng rồi. Ngang trái lắm con ơi. Ê, có bờ. Rồi, nữa luôn, nữa luôn. Rồi. Nữa luôn rồi, tiến lên. Rồi, mèo qua vòng đi. Rồi, mở mắt ra. Mèo qua vòng. Rồi, mở mắt ra. Rồi, khởi banh suốt. Ôi, trời là sáng. Lẹ lên, hết giờ. Ra ngoài. Lụm đá lại. Lụm đá lại. Ra ngoài. Sau khi kết thúc cuộc thi, con bịt mắt cầm cái khay. Thợ nói không vậy? Thợ nói cho vậy. Con ca thì cắm đầu với cái cục đọc. Thì tỷ số thì giờ chưa biết. Thì bây giờ hồi nãy mới vừa nghe thông báo về khoảng thời gian kết quả. Đó là đội Ba Râu là thời gian thực hiện cái phần thi đó là 4 phút 10 giây. Còn đội của Ba Trề là 4 phút 47 giây. Bởi vậy kết quả đội Ba Râu được 2 huy hiệu. Nhiệm vụ số 10, xuất banh luân lưu. Mỗi đội có 5 lượt đá luân lưu, trong đó 3 và anh hai có quyền thay nhau làm thủ môn bảo vệ khung thành. Cái phần đá bàn đền này con okay. Sẽ là trọng tài. Thì con sẽ cổ vũ cho hai đội. Ok, phải không? Xem xong. Dạ. Xem xong. 2 3 2 3, thấy không? Và bây giờ hai đứa mình nãy là căng thẳng quá nên phải tôi nhường lại cho con trai tôi đá. Tôi nhường lại cho hai chập nè. Con. Thể hiện cú sút Messi đi nào. Thắng không điểm. 3, 2, 1. Một cú sút rất nhẹ nhàng chìm góc xa của thành. Con tôi không dám bài. Lên tấn công đó, kiếm bước chụp. Một câu. Cố gắng đá vào nha. Ghê chạy. Rồi, trong tay, đếm. 3, 2, 1. Quýt. Trời ơi. Rồi. Rồi đó, con gái đó, con gái. Nhường đi. Ok. Ok luôn à. 3 2 1. Trời ơi, tôi thấy anh ba biết tuốt tôi cũng khá khá rồi đó. Lấy chân đỡ banh là nó hơi hoang mang rồi. Khoan nào, để tôi ra săn sóc cho anh ba biết tuốt nè. Khoan con, đôi chân vàng dừng lại, để chân đây. Dạ. Bao buộc dài lên nè. Đó. Ba thương mày lắm đó. Đổ về nè con ơi. Con không điểm. Được không? Con không điểm. Trong tay. Đi. 3, 2, 1. Phạm. Phạm. Vô. Để tôi với anh. Rồi. Anh nói trước đi. Chà, căng lắm nha. 3, 2, 1. Ba ơi, ba nhóm chân ba đá. Ba nhóm chân chạy á. Và sau đây là cú sút của cầu thủ số 10 A Trê của đội Ba Trê. Anh đây đi xa lắm. 3, 2, 1. Anh đây sẽ là trong tôi nghĩ sẽ là một cú sút đường thẳng sau khi cục đá này để vô mặt Bailey. Thua đi, thua đi, thua đi. Kính thưa các bạn thân mến, và sau một đợt đá luân lưu phạt đền với sự xí lắc léo, đá ba mé, đá má mú của đội Ba Râu thì nên chung cuộc chính là... Nói giùm con này khó nói quá. Con này chung cuộc cuối cùng là đội Ba Trề là đội chiến thắng. Yeah! Ba Râu! Ba Râu! Nhưng vẫn còn một cơ hội nữa. Đó là cái phần live stream của hai đội. Và xem tổng kết đi nào. Rồi, kết thúc có được live stream hồi sáng nay là có luôn nè. Đội Ba Trề là được 220 like. 220 like. Quá yếu, quá yếu. Quá yếu quá con ơi. Nè. Và đội Ba Râu. Ôi ôi. 140 like nè. À, yếu hơn nữa. Cái phần live stream đó mà làm chiến thắng được 3 huy hiệu. Chứ mà... Nói gì vậy? Được 1 huy hiệu. Chứ mà... Kết quả cùng mình 17, bên kia cũng 17. Ê. Gì vậy? Hồi đó có đi học trò không? Hồi đó có đi học trò không? Rồi. Bên mình 14 huy hiệu. Bên đây 15 huy hiệu. Nên chung cuộc. À dạ, khó nói con này nữa rồi. Nên chung cuộc. Ngày hôm nay, đội Ba Râu và đội chiến thắng. Đội Ba Râu và đội chiến thắng. Đội Ba Râu và đội chiến thắng. Yeah! Yeah!
Về con. Đội thua cuộc, lúc nào cũng phải chạy trốn thôi. Đội ba râu, xin mời tất cả chúng ta đi ăn. Yeah. Chạy bỏ còn sao, chiến thắng thôi. Đón xem tập 27 phát sóng thứ bảy ngày 1 tháng 9 năm 2018 lúc 17:20 trên kênh HTV7.